Xác định công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm. Huyện Ân Thi tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Văn Nhuệ và Đan Lộc có sự chứng kiến của Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi. Cả hai xã đều đồng thuận về chủ trương và đang thảo luận về phương án sáp nhập. Trong đó, nội dung được tập trung thảo luận là việc đặt tên xã mới và địa điểm đặt trụ sở làm việc sau khi sáp nhập. Vấn đề về sắp xếp vị trí việc làm cũng được quan tâm. Xã Văn Nhuệ có 3 nhân sự chuẩn bị nghỉ chế độ, trong đó có 1 nhân sự chưa đảm bảo yêu cầu về vị trí việc làm. Xã Đa Lộc có 4 nhân sự sắp nghỉ hưu, thiếu 2 chức danh địa chính xây dựng và công chức văn hóa. Vẫn còn một số vấn đề cần thống nhất, nhưng cả hai xã đều có chung nhận định là phải tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên và triển khai đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân để nhân dân hiểu được mục đích của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là để tinh giảm bộ máy hành chính, tiết kiệm được ngân sách nhà nước để chi trả lương cho cán bộ, công chức và người hoạt động bán chuyên trách. Những ngày này, xã Hồng Quang đã hoàn thành việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các nhà văn hóa thôn, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã diễn ra vào tháng 4. Cấp ủy, chính quyền xã cũng đã chủ động tập hợp ý kiến của cử tri, nghiên cứu tài liệu để giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, giúp người dân hiểu rõ về chủ trương này. Chúng tôi tổ chức các cái buổi họp tập trung và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên đầu tiên, gặp gỡ một số các cái cán bộ đã thành. Đây là một cái kênh thông tin tuyên truyền đối với nhân dân. Theo kế hoạch, xã Văn Nhuệ và Đa Lộc sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thành một đơn vị hành chính cấp xã mới. Xã Tân Phúc và Quang Vinh, xã Hồng Quang và Hồng Vân cũng sẽ sáp nhập thành xã mới. Huyện Ân Thi đã xây dựng dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đảm bảo phù hợp các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Trong tháng 3, các xã trong diện sáp nhập sẽ niêm yết danh sách cử tri. Trong tháng 4, sẽ triển khai lấy ý kiến của nhân dân.